Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 18 tháng 5 của Hiền Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Ngay sau đây là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Với lợi thế sân nhà, Man City đã nhập cuộc vô cùng chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lối chơi pressing của The Citizen khiến đội hình của Real Madrid phải lùi sâu về phần sân nhà. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, Erling Haaland có hai tình huống đánh đầu ở cự ly khá gần. Song sự xuất sắc của thủ thành Thibaut Courtois đã giúp mảnh lưới của đội khách chưa rung lên. Tới phút 23, thủ môn người Bỉ không thể cứu thua cho Real Madrid thêm được nữa. Nhận đường chuyền xuất sắc từ Kevin De Bruyne, Bernardo Silva thoát xuống thông minh trước khi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Chỉ hơn 10 phút sau, Bernardo Silva hoàn thành cú đúp với pha đánh đầu nối cho vòng cấm. Bước sang hiệp 2, Real Madrid chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Song chiếc lối chơi chặt chẽ từ phía đội chủ nhà, Kiên Kiên Trắng gặp muôn vàn khó khăn ở việc ghi bàn. Khi mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn chưa thể lập công thì mảnh lưới của họ đã rung lên với pha đánh đầu của Akanji. Tới phút 90+1, Julian Alvarez tung ra đòn kết liễu với pha dứt điểm chuẩn xác. Chung cuộc, nửa xanh thành Manchester đánh bại Kiên Kiên Trắng 4-0 ở lượt về và 5-1 sau hai lượt trận đấu để hiên ngang vào chung kết, đồng thời biến thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti thành cựu vương. Chia sẻ sau thất bại tủi hổ mà Real Madrid phải nhận trước Man City tại bán kết lượt về Champions League, Carlo Ancelotti đã ngả mũi trước The Citizen. Chia sẻ với giới truyền thông, ông nói: "Đây là một trận thua đau đớn. Họ tốt hơn chúng tôi rất nhiều và vì thế chúng tôi xứng đáng với thất bại. Chúng tôi phải học hỏi từ các thất bại và không còn cách nào khác ngoài việc nghĩ về mùa giải tới. Chúng tôi đã thua trước một đội bóng có chất lượng và cường độ cao hơn chúng tôi. Năm ngoái chúng tôi vượt trội họ. Năm nay họ vượt trội. Vì thế, Man City xứng đáng giành chiến thắng ở trận đấu bán kết này. Thất bại này là một bài học để tốt hơn. Không ai nghi ngờ về tương lai của tôi với đội bóng. Chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid đã làm rõ về vấn đề này cách đây 15 ngày trước. Những gì ông chủ nói với tôi sẽ không chia sẻ ở đây. Mùa tới, tôi vẫn sẽ lại câu lạc bộ để chiến đấu thêm một danh hiệu Champions League nữa cùng đội bóng. Năm nay, việc vào tới bán kết giải đấu này thực tế đã là thành công với chúng tôi rồi." BoomScore App nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Bất chấp trận thua muối mặt trên sân ETH của Real Madrid, một kỷ lục cá nhân vô tiền khoáng hậu tại giải đấu này đã được xác lập. Cụ thể, ngay khi Real Madrid bước vào sân so tài với Man City, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã chính thức trở thành chiến lược gia có số trận chỉ đạo nhiều nhất lịch sử Champions League với 191 trận, vượt qua Sir Alex Ferguson với 190 trận. Và năm ngoái, chính ông cũng đã phá kỷ lục 102 trận thắng tại C1 của cựu huấn luyện viên Quỷ Đỏ. Thành tích hiện tại của Carletto là 108 chiến thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Bên cạnh các kỷ lục vô tiền khoáng hậu, không hoa khi nói Carlo Ancelotti là huấn luyện viên thành công nhất lịch sử Champions League. Thuyền trưởng của Real Madrid là huấn luyện viên đầu tiên có tới 4 lần nâng cúp vào các năm 2003 và 2007 với câu lạc bộ AC Milan và năm 2014 và 2022 với Real Madrid. Nicolò Barella đã thi đấu nổi bật trong màu áo của Inter Milan cũng như ở đội tuyển quốc gia Italia vài năm trở lại đây. Điều đó đã giúp cho anh lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Mới nhất, tờ Interline tiết lộ rằng huấn luyện viên trưởng Liverpool đang rất ngưỡng mộ tiền vệ trung tâm 26 tuổi và ông đã yêu cầu ban lãnh đạo của The Cop tiến hành đàm phán với Barella ngay trong mùa hè này. Về phía đội bóng chủ quản của Barella, Inter Milan đang gặp khó khăn về mặt tài chính và cần đẩy đi một số cầu thủ. Tuy nhiên, Nerazzurri thể hiện quan điểm tương đối rắn về trường hợp của Nicolò Barella. Nếu muốn đội chủ sân Giuseppe Meazza nhả người, Liverpool phải chồng lên bàn đàm phán con số không dưới 80 triệu euro. Đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp cần gia cố hàng tiền vệ và tuyển thủ người Italia được xem như là sự bổ sung phù hợp. Nicolò Barella sở hữu phẩm chất kỹ thuật và nguồn thể lực tương đối tốt để có thể thành công ở môi trường bóng đá Anh. Với kế hoạch Galacticos mới, truyền thông Anh nhận định Real Madrid nhiều khả năng sẽ để Aurelien Tchouaméni. Ban lãnh đạo Real Madrid muốn dọn cỗ để chào đón Jude Bellingham. Nếu tiếp tục bám trụ tại Bernabeu, khả năng ra sân thường xuyên của Tchouaméni sẽ không được đảm bảo. Cách đây 2 năm, Liverpool cũng đã công khai bày tỏ sự quan tâm đến cựu cầu thủ của Monaco. Huấn luyện viên Jurgen Klopp thậm chí nói chuyện trực tiếp với Tchouaméni nhằm thuyết phục anh về Anfield, nhưng thương vụ cuối cùng không diễn ra. Nguồn tin này cũng khẳng định Los Blancos sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu có đội bóng nào trả 62 triệu bảng. Đây là mức giá khá hợp lý để Arsenal, Manchester United và Liverpool theo đuổi. Rời Liverpool vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Sadio Mane đã chọn Bayern Munich làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, ngôi sao người Senegal được dự đoán sẽ dễ dàng hòa nhập ở môi trường mới, từ đó trở thành một trong những cái tên quan trọng nhất đội hình của Hùm Xám. Tuy nhiên trên thực tế, Sadio Mane đang phải trải qua vô vàn khó khăn tại đây.
cựu sao của Southampton dính chấn thương và thậm chí còn gây ra mâu thuẫn lớn khi đấm Leroy Sané sau trận thua trước Man City tại đấu trường Champions League. Chính vì vậy, đã xuất hiện những đồn đoán về khả năng Sadio Mane sẽ rời khỏi Bayern Munich chỉ sau một mùa giải gắn bó. Cầu thủ 31 tuổi được liên kết chặt chẽ với tin đồn trở lại Premier League trong bối cảnh cả Manchester United lẫn Chelsea đều đang dành cho anh sự quan tâm. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, cá nhân Sadio Mane vẫn sẽ muốn tiếp tục gắn bó cùng với câu lạc bộ Bayern Munich. Nhà báo uy tín này cho hay, cựu sao Liverpool tin tưởng hoàn toàn vào dự án của câu lạc bộ. Bên cạnh đó, anh cũng có mối quan hệ tốt với Thomas Tuchel. Hợp đồng của Yuri Tielemans với bầy cáo sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 này. Khi Leicester City nhiều khả năng sẽ rớt hạng, Tielemans có lý do để tìm đường rời khỏi King Power theo dạng chuyển nhượng tự do. Bên cạnh Arsenal, những Newcastle United, Liverpool và Manchester United cùng nhiều câu lạc bộ ở khắp châu Âu cũng đang để mắt tới ngôi sao tiền bỉ. Tờ Calcio Mercato mới đây tiết lộ, dù nhận được sự quan tâm từ một số câu lạc bộ ở châu Âu, nhưng Tielemans chỉ muốn ở lại Premier League thi đấu. Và Arsenal là đội bóng rộng đường đón tiền vệ 26 tuổi này nhất vào mùa hè năm 2023. Bất chấp những thất bại của Leicester City, Tielemans vẫn đang thể hiện khá tốt cho đội bóng của mình. Khả năng kéo bóng, kiến tạo hay dứt điểm của anh vẫn luôn được đánh giá cao. Với giá miễn phí, cựu ngôi sao của Monaco sẽ làm món hời cho bất cứ đội bóng nào sở hữu. Bản tin bóng đá sáng ngày 18 tháng 5 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. BoomScore App nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu. Thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.